chào anh em. Lâu lắm giờ mơ ước mua chiếc MX thì tới nay em mua được. Hồi xưa giờ mơ mà mua không được á. Cuối cùng mình phải độ phuộc MX lên cho mấy con xe nhỏ này anh em ha. Đó. Nay mua được rồi. Đó. Đây là nhà có ba em. Đó, tìm chiếc Edge này, Edge 2010. Chiếc này giờ hiếm lắm nha anh em. Đây. Edge 2010. Đó. Cái này là đời đời cũ này, chiếc xe này hồi xưa là mình khoái cái đời cũ này lắm luôn á, bây giờ cũng mới mua được. Đó, Edge 2010 anh em ha. Đó, chiếc xe nó nhỏ gọn, nó cơ động gì đâu luôn á. Tại sao mà không ghiền được. Thì chiếc này mình sẽ độ lại cho nó, không biết độ gì đây. Edge 2010. Mình còn len keng lắm anh em. Xe 85.000, ô tô 85.000, không tua đồng hồ. Chiếc này là chủ xe bán là 83.000, hồi 85. Đó. Radar FE 7, radar sang cơ gắn đầu FE. Radar sang cơ gắn đầu FE. Đi được cái cùng billet. Hôm nay trời mưa, nhìn cái billet nó mới phê. Cái billet này là 15-16 chai đấy anh em. Bên này là tay Akosato. Akosato là bóp cực kỳ sướng luôn. Đó. Rồi, con MX vừa mới lượm về luôn nha. Vừa mới lượm về. Chắc được thính xuống bánh căm. Đi luôn bộ bánh căm đi cho nó hoành tráng. Đó, con MX của mình mới lượm anh em. 35 triệu. Xe cũ. Mua về dọn lại mà. Rồi, Rider FE. Cùng thắng Rambo. Heo Rambo dây dầu ơ. Cùng phục MX luôn. Mình bữa nào kiếm thêm một con Sonic nữa về lên upside down đi một giò cho nó đủ ba con một giò, tính đi con này một giò luôn này. Mà con này một giò mấy ổng bữa bên anh Thiện TBT có một con mà báo đi nặng lắm, đi chịu không nổi đâu. Máy này thì máy future mà gắn cái đó vô đi như như gì anh em biết rồi đó. Thôi nên là mình sẽ đi bài bánh căm rồi. Đây DFI máy 68 lòng STB. Mẹ bà nó, con này hôm nay mới thay cái vỉ đề xong. Nó đề riết mà nó gãy luôn cả vỉ đề nha. Rầu gì đâu luôn á. Đó. Rồi đây. Bốn con xe của mình ha. Đang keng. Giờ mới đổ gì nữa. Rồi. Thì trong tin shop là chuyên dọn mấy dòng này anh em ha. Chủ yếu là Raider là nhiều. Bây giờ mình qua MX coi thế nào. Con này thì heo thắng trước là mình đi heo Frando nha. Con heo này đi cũng sướng lắm này. Con heo này bóp thắng cũng phê lắm. Đó. Con bên này thì đi Rambo cộng dây dầu ơ. Mùa mưa này dơ quá. Mùa mưa này mà không rửa xe là mệt luôn á. Nó dơ hầy hết. Đó, phục này mình mới gắn luôn này, phục mới keng xe ben luôn đó nha. Upside down. Cái bộ chẳng ba này là bộ chẳng ba CNC theo cái kiểu mà hồi xưa này. Còn cái bộ này là bộ đời mới này. Mình còn thêm một mẫu chẳng ba nữa. Có 3 mẫu chẳng ba rồi. Đó. Rồi. Xin cảm ơn anh em. Hôm nay mình chỉ làm tới đây thôi ha. Giới thiệu cho anh em từng con thôi.